Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tươi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành, danh toại, chúc vinh quang. Và hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, tức là ngày mùng 1 âm lịch năm Nhâm Dần, thì cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh đã nhận được đơn hàng đầu tiên trong năm Nhâm Dần. Đơn hàng tới từ gia đình anh Lê Viết Sơn, anh tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Anh đã đặt hoành phi cho nhà thờ, đó là hai bức hoành phi được làm từ chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi và được khắc nội dung đó là chữ thư pháp. Gia đình anh đã chuyển tiền trong buổi chiều ngày mùng 1 âm lịch. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thành Lanh cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đặt hàng online, trao trọn niềm tin, uy tín cho cơ sở. Chúng tôi sẽ làm hai bức hoành phi cho nhà thờ họ Lê Viết và sẽ được bàn giao trong mùng 10 tháng 2 âm lịch. Và về nội dung, đó là một bức hoành phi với nội dung đó là phụng tổ cô, thờ bà cô tổ. Và một bức đó là đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ sẽ được thi công và bàn giao lắp đặt tại Thanh Hóa trong tháng 2 âm lịch. Và trên mình quý vị và các bạn đó là số tài khoản của nghệ nhân Dương Văn Hiền. Quý khách hàng muốn đặt hàng online các sản phẩm đồ gỗ hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm mà quý khách đang xem. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi video clip đầu năm mới của chúng tôi. Đây cũng là một đơn hàng tới từ gia đình anh Lê Viết Sơn và cũng là ngày đầu năm mới năm Nhâm Dần, ngày mùng 1 âm lịch. Gia đình anh đã chuyển khoản đó là 5 triệu đồng để đặt hàng hoành phi câu đối cho nhà thờ họ Lê Viết tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý khách hàng đã và đang theo dõi các cái video clip của chúng tôi và có thể đặt hàng online thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp để được báo giá sớm nhất và tư vấn chi tiết nhất, tránh lừa đảo rủi ro và tránh phải các cái trường hợp xấu nhất chúng ta có thể gặp phải. Hãy liên hệ trực tiếp với 0986 883349, gặp trực tiếp nghệ nhân để các bạn có thể yên tâm hơn. Cảm ơn quý khách hàng đã bớt chút thời gian theo dõi các video clip. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.